Rồi, em chào tất cả anh chị em nha. Hôm nay có anh khách mà anh chốt máy này nè. Rồi tại vì em bán cái giá này thì em thấy cái máy này nó ít mẫu quá, nó ít máy quá, em nên em bán giá 1.3 triệu. Mà em bao ship có tặng dây đeo. Cái chân cỏ thì theo không nói rồi, dây đeo tiếp mở UG nữa. Đó. Là em bao ship luôn nha. Nhưng mà cái này là dòng này nó xài chế quanh gồ á. Nhưng mà cái chế này nó không phải là chữ quanh gồ nha. Cái chế này của nó là cái chữ này là của cái thằng mà những cái thằng máy mà máy Nhật hồi xưa mà đời đầu á. Cái máy mà của cái máy gì ta? Nó giống như tựa như máy này nè, để mình cho coi. Nó tựa như gì nè, đó, cái chế hiệu nó tựa như vậy đó. Là những cái chế mà bê tông ga xưa anh chị. Là đời đầu á nha. Để em cho coi cái chữ nó. Em zoom lên cho anh chị xem luôn trời ta. Đó. Chữ gì đó. Chữ rung sinh gì đó. Là cái chữ này là của đời đầu á, đời đầu của chế mà bê tông ga xưa. Nó. Là nhưng mà nó cái hiệu đó thôi, nhưng mà nó là chế quanh gồ mình á. Nó cái kiểu dao bơm của chế quanh gồ mình á. Đó, thì em bán cái máy này cho anh khách này á, thì em có 1.3 triệu thôi, nhưng mà em bao ship nha. Nó rồi em có tặng cục dây đeo nè với cái tiếp bugi thì đó, nhưng mà em vẫn kiểm tra nòng cho anh khách luôn cho anh an tâm anh xài, chứ để mà công mình bán cho người ta mà người ta thấy giá 1.3 triệu, người ta đâu biết, tôi tưởng nó bán cái máy cái ruột ở trong nó thấy gớm. Nó cái này là em quay trực tiếp luôn, nhưng mấy con này lâu lắm mà em không biết là nó sao thôi, nhưng mà em thường thường em kỹ lắm, con máy nào á em cũng kiểm tra cái nòng đẹp em mới dám bán cho khách thôi. Nó giờ em mở ra, nhưng mà em bảo đảm với anh chị là mấy máy bên em là lòng lúc nào cũng đẹp, lòng xấu em đi vô bộ dây chai hết rồi. Đó. Cái này chỗ này là em kỹ đó, em chim cái này thôi, chứ đúng ra như nó hồi xưa nó không, cái này nó có lớp da ngoài nữa nha, nhưng mà em kỹ đó, tại nó sát cái lồng á, em sợ cháy á, em chim mấy con âm nhân nè, nhưng mà bình thường đó. Còn cái bô nè, để em gỡ cái bô cho anh chị xem nè. Có cái bô này nè, đây nè, em độ mấy cái bô á, là anh chị không phải em độ bô mà em móc cái bô đâu nha. Những cái bô này ém quá anh chị chạy nó nóng lắm, bởi nó làm cái áo gió phình ra nè, thấy không? Nhưng mà anh chị phát dao không nóng, phát dây nóng thì buộc á, anh chị gỡ ba ngóc rồi nè. Nó chứ không phải là em tăng đường chạy, mà nó tùy theo dòng máy mà để mình tăng đường chạy nha. Như trong đây nó có miếng lưới đúng không, em gỡ miếng lưới ra, bỏ gỡ miếng lưới ra là được rồi. Thì cái miếng lưới nhuyễn nhự đó, đó mình gỡ miếng lưới đó là được rồi, chứ đừng không ốc vô nha. Bên em bán em tăng đường chạy, em mở họng gì đó thì anh chị mua máy em về biết, nhưng mà em không có móc vô, tại vì cái máy Nhật của người ta anh chị móc vô nó bán quỷ nó mua nó. Mình móc vô mình cắt cái vô ra rồi nó thấy gớm mà ai mua đó. Giờ này em kiểm tra em là em quay trực tiếp không à, chứ không phải là cắt video bỏng gì đâu. Em cũng không biết cắt nữa, em biết cắt, nhưng mà bữa con em chỉ em biết cắt, nhưng mà em cắt xong gắn cái gáp vô cái em đăng không được. Rồi em cũng làm biến, bởi thường em quay video là em canh 18 phút trở lại là em đăng được. Có khi 19 phút nữa nha, mà có khi 19 phút đăng không được luôn. Đó. Mở cái này nó hơi khó nha. Em mở sẵn em mở cái lồng cho anh xem. Rồi sẵn em cho khách xem luôn. Không phải là em nói gì, tại vì mình bán á, thì mình cũng phải dám bảo đảm cho khách về người ta xài, chứ nhiều lúc anh chị bán như những cái máy mà bán rẻ quá, nhiều lúc người ta về người ta cũng tưởng mình hồi hộp ở trong đúng không, nhưng mà đúng hồi hộp là đúng rồi, ai biết ai được, sao mình tin ai nổi nè. Nếu mà em gỡ cái bê tông này cái lồng hay gớm á, là nãy anh nói dàn cọc em rồi nha, rồi là em sẽ lấy cái máy này em trả 100.000 lại luôn. Tại cái này lâu quá em không nhớ nè, nhưng mà chết mẹ rồi nó mới tin.
Đây em cho anh chị xem, sợ thấy ta. Nó không có mới trắng tinh nha, nhưng mà nó không có sọc. À, anh chị nhìn thấy không? Không có sọc nha. Cái lồng này ở giữa nó có cái tì ngang gì đó. Nhưng mà là đúng là nếu cái mẫu máy này nè, anh chị cắt cái lồng cho đó. Là nó mình cắt ngang cho bỏ cho đó đi. Là cái máy nó sẽ mạnh lên nha. Nó anh chị nhìn cái đó không phải là chạy đâu nha. Tại nó sát cái đấy này nè. Nè, khoan để em kiếm cái hạt kẻ nó hở em đưa vô cho. Đâu rồi. Nó sẽ khó đưa vô dưới rồi. Nó còn cái dằn ngang luôn đó anh chị thấy không? Để em lần. Mạng có một tay một không có ấy được. Sao nó mờ dưới vậy ta? Điện thoại là mấy ngày nay quay sao nó mờ dưới. Kỳ ta, khoan để em chụp màn hình luôn. Màn hình đâu có dơ gì đâu ta. Trong phóng bự quá sao? Để em nhìn nè. Trong phóng bự quá. Cái này là bên trong nó có chạy, nó có khối chứ không phải là nó suốt lòng nha anh chị. Tại vì sao ngay chính giữa này nè, nó có cái rãnh nữa. Cái dòng máy này chính giữa nó có cái rãnh nữa. Nè anh chị nhìn vô đây nữa. Khoan, sao kéo cái nhựa này qua được ta? Ê chạy ra em lấy cái điện thoại em gọi vô cái rãnh này cái nó coi. Cái rãnh này sao đưa vô đủ tối thui thủi không? Căng chưa ta? Cái lỗ này. Mình gọi ngay cái lỗ, lấy cái đèn pin hay gì để gọi ngay cái lỗ quỷ đó. Nè gọi cái lỗ bên đây nè. Nè. Bên đây nó có cái lỗ nè thấy không? Nè trong đây có lỗ luôn nè. Thấy không? Rồi rồi. Rồi gọi ai gọi chưa? Thôi không thấy đường luôn. Không thấy đường. Tôi thấy rồi, lại gỡ ra, nó gỡ ra thì nó ra tùm lum tùm la hết. Gỡ luôn hả ta. Nè, nó có cái này, nó có cái lỗ bên này nè. Nè, anh chị nhìn nè ha. Đây khoan để em zoom cho anh chị xem lên. Đó, nào đúng rồi đó, nhưng mà bên đây không thấy được, nó tối thui à. Nó đúng rồi, gọi gì đó. Nè anh chị nhìn thấy cái lồng của quăng ngang này thấy không? Bây giờ em cầm cái này xin nó cũng quá không. Rồi, từ từ nha. Nó bên đây nè, thấy hơi là nó đúng rồi đó. Đúng rồi. Nó. Bên đó nó chai. Nó nè, nó có đèn từ lùi. Nó bám khối thôi chứ không có gì nghe anh chị. Nè. Rồi, qua khúc đó nó hết rồi. Em đang kéo dây giật nè. Dạ, hơi nặng quá. Phải lắc luôn. Dũng vậy sao? Nhìn vậy thấy không? Nó chế tâm kìa kìa. Nó. Nó nặng hơi quá. Hơi nó lặn không nổi. Đó. Mà bên đây tối không thấy đường thôi. Tối thui rồi. Cái lỗ bên này nó đốt nhiều hơn hay sao á, bởi nó không, nó bám khói nhiều hơn đúng không? Đốt nhiều hơn hay sao á, nhưng mà có khúc dưới trắng mình dễ biết lắm. Đó, đây. Đây. Qua đây nè. Để em xây cái điện thoại lên nha anh chị, gắn coi lại cái nữa nha. Không biết xây đang hồi được hồi màn hình nó sao ta. Nè em qua đây em gọi đường này nè. Khó khăn rồi. Lỗ rồi. Gọi đó vô, thấy không? Nó thấy rồi đó. Nó cái này là em xây điện thoại lên nha. Rồi dịch máy, gắn dịch máy. Để em kéo dây giật nè, không dây giật nằm đây nè. Đổ tay em nè. Đổ cái được cái đó cái tay. Tay anh chân bự nè. Quá. Nè, công dây giật nè, em đang nắm công dây giật nè nha. Rồi cái động rồi. Đây nè. Nó này anh chị thấy không? Nè. Nhưng mà cái khúc trên nó nắm khối nha, chứ nó không có sọc đâu nha. Máy chạy nó nắm thôi chứ không gì. Nhiều máy này còn mới lắm.
chết mẹ cái màn hình hỏi lật ngược rồi sao người ta coi được không ta? Chết mẹ. Quay ngược lại, quay ngược cái màn hình đảo lại. Tại vì em xem cái điện thoại em lại nó mới quay coi được ở đây nè. Tại con mắt nó nằm ở trên á. Anh chị gán coi đỡ giùm em chứ giờ hết được. Tại cái áo này nó che khó rồi. Rồi. Nói gì đi. À, gán làm lại nữa nặng quá. Rồi anh chị thông cảm biết sao đây nè. Anh zoom nhỏ lại cái áo. Ngay cái áo nó đang che lại nè, bởi nó không quay được nè. Anh chị nhìn thấy ngay chỗ này nè. Rồi ngay lỗ nè. Nó có cái tì này nè. Nó có cái đó đó. Cái lòng nó có cái đó đó. Nếu mà anh chị cắt cái đó ra được á, cắt nó ra sẽ mạnh hơn á. Nếu mà em tăng đường chạy nha. Nhưng mà em tăng em chế độ á chứ bán mấy cái cỏ người ta chịu chết. Tôi nói mắc gì nữa. Nè, anh chị nhìn thấy cái lóc mới tin thấy không? Em đâu có rửa gì đâu. Nè mới tin thấy không? Nó rồi thôi rồi để đi nó em bán cho dù cái máy nó giá trị thấp nhưng mà em vẫn kiểm tra nồng chứ không phải bán mà cỡ triệu hay này kia rồi mình không kiểm tra nồng sao không ta xài. Nè anh chị nhìn thấy ống láp nè với cái đầu bò nè, cái đầu bò nó bự khủng khiếp không đó. Cái này là em rửa dầu á, là em để cho đóng về nó hầm á, đang đi xa cho nó đỡ bị sét. Nè, giờ nó dính bụi dính được tùm lum đây luôn nè. Con máy này á, lòng nó tới 3-4 ly hay gì trở lên á. Tại em giật này nó nặng lắm, nhưng mà em nghĩ cái lòng hồi trước nó có tem này nè. Mà nó em chữa không tiêu rồi, em nhớ là nó ghi UV mà để 28 mấy á, 28 năm mấy gì đó. Nó anh chị thấy mới tin thấy không? Máy mới tin nè. Đó. Chứ giờ là bây giờ phải không? Giống như em lấy con máy mà giống như em, tại vì thợ á, anh chị hiểu, giống như bây giờ con nào xấu đi đúng không, em lấy em bán sát cho anh chị, nhưng mà em bán sát em không kiểm tra cái lòng á, em nói máy này bán trên hình video đi đúng không, thì anh chị giật được á, giật thì được, nhưng mà về nhà cái lòng thấy quá mà em dám bảo đảm luôn, bởi anh chị mua mình nên là kiểm tra nồng, tin thì em nói thiệt không tin ai đâu, mình mua quen rồi mình mới tin được. Đó. Chứ em mua em biết nè, có chỗ thì em quen em mua, có chỗ lạ em lấy đó, tại có người ta đi bãi ta đem về á, mà anh biết người ta đem về lần cả tỷ 2 tỷ đó, cái công đó, em thấy á mình tin tưởng người ta lắm, tin tưởng vô mua. Em mua hai con nha, con đẹp con dừa, mà con dừa qua em con đẹp người ta giao lộn chỗ khác, mà người ta giao lộn có 2 lần à, anh chị nghĩ coi rồi là người ta sao không? Nhưng mà em lần đầu em không nói, em nói kệ giao lộn cho người ta, nhưng mà em dằn cọc 500 nha, còn người ta dằn cọc có 100 mà 100-200 giờ đó, mà em dằn cọc 500 mà anh chị biết, mà em mua 2 cây mà cái cây xấu rồi qua em, còn cây đẹp thì lộ mất tiêu à, rồi lần sau em mua cũng vậy nữa đó. Tại lần sau á là em sẽ báo với cái ông anh quen á, sớm á cái ông khoái mà cái lần sau đó đưa em, mà đưa có đâu về được đâu. Ủa lộn, thôi hồi gáp lụm luôn, bởi vì mình mua bán em thiệt mới thì mình không tin ai được đâu, em dám hứa không ai tốt đâu, em chưa tốt, bởi em bán thà là em kiểm tra nồng cho nó chắc cú, khỏi ai nói ai chứ. Nhưng mà em kiểm tra nồng, em quay trực tiếp cho em không có cắt video nha. Lúc em quay gì nè, rồi em ráp khác vô như mẫu này đi, mẫu này thì không có đồ đổi đi, còn mẫu thông dụng á, rồi em quay cho nó đẹp lắm nha, rồi trước em đưa về anh chị như chó gặm luôn. Kiểu đó làm được hết á, dễ ẹt à. Nhưng mà em không có làm mấy cái đó. Mình sống mình phải chừa cái đức cho con mình sau này nữa. Lúc mình nói nhiều á, mốt anh bị chửi. Cái con này á, thì cái chế của nó là chế một kim nha. Cái máy này á, em bảo đảm nè, anh chị về á, phát dao thì quá ok rồi, máy nó bự mà. Máy này nó tới 35 lần gì đó. Nhưng mà phát cước là em bảo đảm nha. Nếu mà anh chị nè, anh chị nhìn cái bình xăng lớn là nó hình phải không? Nè, coi nè.
nè, cái chế quanh gồ nè đó. Nhưng mà anh chị về mà khoát cước nha, em bảo đảm anh chị phải đổi nè. Anh chị nhìn thấy lồng mới kìa, mới bự lắm, cái lồng này nó 35 ly lít đó. Anh chị phải đổi cái chế này là chế hai kim, chế hai kim nó đủ xăng nha. Chế một kim em dám hứa luôn, máy nòng lớn mà cái nè, anh chị nhìn cái chế này chút ít à. Tại cái đời này là đời trước hay sao đó, bởi cái chế này nhỏ nó, chế này chế 260 nha, nó nhỏ mà anh chị phải lên cái chế hai kim á là mình phát thước nó mới đủ lực nha đó. Còn mà phát dao thì dư sức rồi đó. Thì em tư vấn cho anh chị về xài luôn những cái dòng lớn á, là anh chị phải xài cái chế hai kim thì nó đỡ hơn. Mà cái chế này là chế theo máy này nha, chứ không phải là chế này lai đâu nha, chế này là theo máy này luôn á. Đúng viên của nó luôn á. Cái nắp xăng, cái bình xăng gì có cái này là lai nè, cái này lai là bữa em có nói rồi. Nhưng mà em gắn cái bô e tốt, bô e xịn á, chứ không phải bô e thường đâu. Nè anh chị nhìn bô e biết rồi. Rồi thôi, em tắt video nha, em xin chào nha. Để em đăng lên 16 phút rồi.